Cách nhận biết biến chứng đông máu sau khi tiêm vaccine COVID-19. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Nghĩa, Phó trưởng khoa Y Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đặc biệt từ ngày thứ tư, nếu xuất hiện các dấu hiệu liên quan đến biến chứng huyết khối, giảm tiểu cầu, người dân cần phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc cơ sở y tế tiêm ngừa để được thăm khám, tham vấn và trị liệu. Thời gian theo dõi sau tiêm vaccine là 30 ngày. Tỷ lệ huyết khối sau tiêm vaccine phòng COVID-19 là hiếm gặp. Cụ thể, vaccine AstraZeneca là 4,6 trên 1 triệu liều tiêm thứ nhất. Vaccine Pfizer-BioNTech là 0,2 trên 1 triệu liều tiêm thứ nhất. Huyết khối sau tiêm vaccine AstraZeneca chủ yếu gặp ở nữ. Tỷ lệ đông máu sau tiêm vaccine AstraZeneca ở người trẻ cao hơn so với người lớn tuổi, đặc biệt lứa tuổi 20 đến 29. Sau tiêm vaccine AstraZeneca, tỷ lệ đông máu dường như ít xảy ra ở người trên 60 tuổi, chỉ khoảng 0,2 trên 1 triệu liều tiêm đầu. Phó giáo sư Huỳnh Nghĩa cho biết, sau khi tiêm vaccine trong khoảng 24 đến 48 giờ, người được tiêm có các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, nhức đầu hoặc đau cơ mức độ từ nhẹ đến trung bình, thường không liên quan đến biến chứng huyết khối với giảm tiểu cầu. Đây là những phản ứng thường gặp sau tiêm chủng. Sau tiêm vaccine phòng COVID-19, bà cần theo dõi tại nơi tiêm 30 phút và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 30 ngày sau đó. Các dấu hiệu sớm liên quan biến chứng huyết khối, giảm tiểu cầu sau tiêm vaccine phòng COVID-19 bao gồm: thường xuất hiện từ ngày thứ tư cho đến ngày thứ 30 sau tiêm. Khoảng thời gian cao điểm cho các triệu chứng ban đầu là ngày thứ 6 đến 14. Các triệu chứng biểu hiện ban đầu thường ở mức độ nặng, dai dẳng và tái diễn. Các triệu chứng thường gặp như sau: huyết khối mạch máu não, nội tạng và phổi, nhức đầu dữ dội, đau bụng, đau lưng, buồn nôn và nôn, thay đổi thị lực, thay đổi trạng thái tinh thần như cáu gắt, buồn rầu hay giận vô cớ, ngủ gà và lơ mơ, đau ngực và khó thở, sưng chân và đau chân, tăng hơn khi vận động, giảm tiểu cầu từ nhẹ đến nặng. Vết bầm tím ngoài da có đặc điểm dạng chấm, dạng mảng, dạng u máu, màu đỏ tươi, tím bầm, màu vàng nhạt, khi ấn hoặc đè vào vết bầm không biến mất, không đau và xuất hiện tự nhiên. Chảy máu răng miệng tự nhiên hoặc sau khi chảy răng, chảy máu mũi, xuất huyết kết mạc mắt tự nhiên, tiểu máu, đi cầu phân đen hoặc máu tươi, kinh nguyệt bất thường và đông kinh kéo dài ở phụ nữ. Xuất huyết có thể biểu hiện cùng lúc dưới da, niêm mạc và nội tạng. Ngay khi có các dấu hiệu trên, sau khi tiêm ngừa từ ngày thứ tư, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc cơ sở y tế tiêm ngừa để được thăm khám, tham vấn và trị liệu. Tại cơ sở y tế, khi tiếp nhận người tiêm ngừa vaccine nghi ngờ có biến chứng, công việc ban đầu là thăm khám đánh giá đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt, cơ sở y tế cần lưu ý lấy máu trước khi thực hiện bất kỳ can thiệp điều trị nào có khả năng gây nhiễu với các xét nghiệm chẩn đoán.